kệ. 417. Chuyện hiền mẫu Katkani. Tiền thân Katkani mặc áo trắng và tóc xõa dài. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người phụng dưỡng mẹ mình. Chuyện kể rằng, đó là một thiền gia nam tử ở Savatthi, Xá Vệ. Khi cha mất, chàng chuyên tâm săn sóc, hầu hạ mẹ các công việc, xúc miệng đánh răng, tắm rửa vân vân, và đem cháo cơm thức ăn cho mẹ. Bà mẹ bảo, này con, có nhiều phận sự khác trong đời gia chủ, con phải cưới một cô gái nhà đàng hoàng, cô ấy sẽ săn sóc mẹ, để rồi con đi làm công việc khác thích hợp hơn. Mẹ ơi, chính vì lợi ích và niềm vui của con mà con hầu hạ mẹ, chứ ai khác có thể hầu để tăng gia sản của ta chứ. Con không màng đến đời sống gia đình, con muốn phụng sự mẹ, sau khi mẹ qua đời, con sẽ làm ẩn sĩ khổ hạnh. Bà mẹ cố ép đài con mãi, và cuối cùng cũng không cần thuyết phục con hay được con chấp thuận, bà cứ đưa về một cô gái con nhà tử tế. Chàng cứ vợ và sống với nàng vì chàng không muốn trái ý mẹ. Nàng thấy chồng hết lòng chăm nom hầu hạ mẹ, nên muốn bắt chước. Nàng cũng chăm nom mẹ chồng chu đáo. Nhận thấy lòng tận tụy của vợ, chàng đem về cho nàng mọi thức ăn ngon lành mà vị ấy có thể kiếm được. Theo thời gian, nàng dâu suy nghĩ ngu xuẩn theo niềm kiêu hãnh của nàng. Chàng cho ta mọi thức ăn ngon lành chàng kiếm được, chắc hẳn chàng mong muốn tống mẹ đi cho rảnh. Vậy ta sẽ tìm cách làm việc đó. Một hôm nàng bảo, chàng ơi, mẹ mắng tôi lúc chàng đi vắng. Người chồng không nói gì. Nàng suy nghĩ, ta phải chọc tức bà già và làm cho con trai bà ấy không chịu nổi mẹ nữa. Từ đó, nàng đem cháo cho bà, hoặc quá nóng, hoặc quá lạnh, hoặc quá mặn, hoặc quá nhạt. Khi bà lão than phiền cháo quá nóng hay quá mặn, nàng đổ thêm nước lạnh đầy dĩa. Rồi khi nghe cháo quá lạnh hoặc quá nhạt, nàng thường kêu to, mới đây mẹ bảo quá nóng và quá mặn, ai chịu chuộng bà cho được. Lúc tắm rửa, nàng thường dội nước quá nóng lên lưng bà già, nghe bà bảo, con ơi, lưng mẹ bỏng rồi đấy. Nàng liền dội nước thật lạnh lên bà mẹ, rồi khi nghe bà than phiền, nàng bịa chuyện với hàng xóm. Bà già này khi thì bảo nước quá nóng, khi thì bảo nước quá lạnh, ai còn chịu đựng được sự trơ tráo của bà ấy nữa. Nếu bà già than phiền rằng giường bà đầy rệp, nàng sẽ đem giường ấy ra và vũ mạnh vạt giường của nàng lên đó rồi mang nó về chỗ cũ, bảo bà, tôi đã vũ nó rồi. Bà già hiền lành lại bị rợn rệp cắn nhiều gấp đôi trước kia, nên phải ngồi suốt đêm và than phiền bị rệp cắn suốt đêm. Nàng đáp lại, giường mẹ mới được vũ hôm qua và hôm kia nữa, ai có thể chiều chuộng mọi yêu sách của bà già này chứ? Muốn làm cho con trai bà phản đối mẹ, nàng lại rái đờm dãi, tóc bạc khắp nơi. Rồi khi chàng hỏi ai làm cho nhà cửa bừa bãi dơ bẩn như vậy, nàng thường bảo, mẹ chàng làm đấy, nhưng nếu tôi có bảo mẹ đừng làm vậy, thì mẹ lại la lối lên. Tôi không thể ở chung nhà với một bà chàng như vậy, chàng phải quyết định hoặc mẹ hoặc tôi ở lại đây thôi. Chàng nghe nàng nói vậy liền bảo vợ, nàng ơi, nàng còn trẻ và có thể ở nơi nào tùy ý, muốn đi đâu thì đi, nhưng mẹ tôi già yếu, tôi là chỗ dựa của bà, vậy nàng hãy đi về với người thân thuộc. Khi nghe vậy, nàng sợ hãi nghĩ thầm, chàng không thể xa cách người mẹ rất thân yêu đối với chàng, còn nếu ta về nhà cũ, ta sẽ sống cuộc đời cô đơn khổ sở. Vậy ta muốn hòa giải với mẹ chồng và chăm sóc bà như xưa. Từ đó, nàng làm đúng như thời trước. Một hôm, vị cư sĩ này đến Kỳ Viên nghe pháp, đảnh lễ bậc đạo sư xong, chàng đứng một bên. Bậc đạo sư hỏi xem có phải chàng vẫn không sa nhãn bổn phận cũ, và vẫn tận tụy chăm sóc mẹ già chăng? Chàng đáp, thưa dân bạch Thế Tôn, mẹ con đem về cho con một cô gái để làm vợ trái với ý con. Nàng ấy đã làm nhiều việc không xứng đáng như vậy. Rồi chàng kể hết mọi việc cho ngài nghe, xong nàng ấy không thể ly gián mẹ con với con được, nên bây giờ nàng ấy lại chăm sóc bà hết sức cung kính. Bậc đạo sư nghe chuyện và bảo, ngày nay ông không nghe theo lời vợ, nhưng ngày xưa ông đã bỏ mẹ vì nghe lời vợ xúi dục và nhờ ta đưa bà ấy về lại nhà cho ông chăm nom.
rồi theo lời thỉnh cầu của chàng, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có một thanh niên trong gia đình nọ hết lòng chăm sóc mẹ già khi cha cậu từ trần. Giống như phần duyên khởi chuyện này, các chi tiết cũng được nêu ra đầy đủ như trên. Nhưng trong trường hợp này, khi người vợ bảo nàng không thể sống với bà chàng kia, và chàng quyết định một trong hai người phải ra đi, thì chàng theo lời vợ cho rằng mẹ mình có lỗi và bảo, mẹ ơi, mẹ luôn gây chiến trong nhà này, từ nay mẹ đi sống nơi nào khác tùy ý mẹ. Bà mẹ nghe vậy, vừa khóc vừa đi đến nhà bạn đâu đó, làm thuê chật vật để sống qua ngày. Sau khi bà ra đi, con dâu bà mang thai sinh con trai, nên thường rêu rao với chồng và hàng xóm rằng, việc sinh con ấy chưa hề xảy ra trước kia, khi còn có bà chàng ở trong nhà. Sau khi sinh con, nàng bảo chồng, tôi chưa bao giờ sinh con lúc mẹ chàng còn ở trong nhà, nay tôi đã có con. Như thế chàng có thể thấy rõ bà ấy đúng là bà già chàng thở trước rồi đó. Bà già nghe chuyện sinh con trai, được dâu, bà xem là do bà ra khỏi nhà. Liền suy nghĩ, chắc chắn thần công chánh đã chết trên đời này, vì nếu không phải như vậy, những kẻ này đã không sinh con trai và sống sung sướng sau khi đánh đuổi mẹ mình. Ta muốn làm lễ cúng tế thần công chánh đã chết. Vì vậy một ngày kia, bà đem mè xay, gạo, cùng một cái nồi và muỗng nhỏ, bà ra nghĩa địa đốt lửa trong cái lò làm bằng ba sọ người. Rồi bà xuống suối tắm rửa đầu mình, giặt áo quần xong trở lại nơi lò lửa, xỏ tóc ra và bắt đầu vo gạo. Thở ấy Bồ Tát là Thiên Chủ Sakha và các Bồ Tát luôn chú tâm cảnh giác. Ngay lúc ấy, ngài nhìn xuống trần gian và thấy bà già khốn khổ kia đang làm lễ tống tán thần công chánh như thể thần công chánh đã chết. Muốn chứng tỏ quy lực của ngài trong sự cứu giúp bà, ngài giáng trần giả dạng một bà la môn du hành trên đường. Khi nhìn thấy bà, ngài rời đường cái đến đứng bên bà, bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi, mẹ ơi, người ta thường không nấu cơm trong nghĩa địa, mẹ định làm gì với cơm và mè này khi nấu xong? Rồi ngài ngâm vần kệ đầu, mặc áo trắng và tóc xõa dai, Katani lại nầu nồi xong. Gạo mè bà rửa đằng kia đó, bà có dùng không lúc chín rồi? Bà ngâm dần kệ thứ hai, nói cho ngài biết, đạo sĩ ơi, tôi chẳng muốn ăn, mèo xay và cả món cơm hầm. Giờ đây đã chết thần công chánh, tôi muốn cúng dâng lên lễ tế thần. Thiên chủ, hiện thân của thần công chánh, đáp dần kệ thứ ba. Khi quyết định, bà phải nghĩ suy, bà nghe ai nói giọng ngôn kia? Ngài ngàn mắt ấy đầy quy lực, công chánh thần không thể chết đi. Nghe ngài nói, bà già ngâm đôi dần kệ tiếp theo. La môn, tôi chứng kiến rành rành. Công lý chết rồi, tôi phải tin, tất cả kẻ nào theo ác hạnh, hiện giờ đang hưởng đại phồn vinh. Vô của tôi ngày trước hiếm hoi, đánh tôi rồi lại đẻ con trai. Nó thành bà chủ trong nhà ấy, tôi bị lãng quên, bị bỏ rơi. Thiên chủ Sakha liền ngâm dần kệ thứ sáu, không phải đâu, ta sống mãi mà. Nay ta giáng thế, chính vì bà. Do bà đánh mẹ, song dâu, cháu, sẽ quá cho trong lửa của ta. Nghe thể bà lão kêu to, than ôi, ngài vừa nói gì thế? Tôi sẽ cố sức giúp cháu tôi khỏi chết. Rồi bà ngâm dần kệ thứ bảy, Thiên chủ, mong sao hợp ý ngài. Vì tôi, ngài đến tự trên trời, ước mong đôi trẻ và thằng cháu được sống đời hòa thuận với tôi. Sau đó Thiên chủ Sakha ngâm dần kệ thứ tám, Kathy sẽ mãn nguyện vì bà bị đánh, xong bà tin tưởng ta. Công chánh, dậy cùng con cháu nội sống đời hòa thuận ở trong nhà. Bấy giờ sau khi nói xong, Sakha Thiên chủ hiện ra đủ mọi vẻ uy nghi của ngài, dùng thần lực đứng trên không và nói, Katkani, bà đừng sợ, nhờ thần lực của ta, con và dâu bà sẽ đến đây đem bà về nhà, hãy sống hòa thuận với chúng. Rồi ngài trở về cõi của ngài. Nhờ quy lực của Thiên chủ, con và dâu bà nghĩ đến mọi tính tốt của bà trước kia và đi tìm khắp thôn làng. Họ thấy bà đã đi về phía nghĩa địa, họ theo con đường ấy và gọi bà. Khi gặp lại bà, họ quỳ xuống chân bà xin lỗi bà
và được bà tha thứ lỗi lầm cũ. Bà vui mừng chào đón cháu nội. Vì vậy cả bọn họ cũng qua nghỉ trở về nhà, và từ đó sống chung với nhau. Với con dâu Thảo lại vui mừng, bà lão Cathy đã sống chung, thiên chủ giải hòa xung đột cũ, cháu con săn sóc thật ân cần. Dần kệ này được cảm tác cho trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Khi kết thúc các sự thật, vị cư sĩ được an trú vào sơ quả, dự lưu. Thời ấy, người cư sĩ phụng dưỡng mẹ mình là người đang phụng dưỡng mẹ ngày nay. Người vợ thời ấy là người vợ ngày nay, và Sa Ca Thiên Chủ chính là ta. 4.